Điều này vô cùng quan trọng cho người Việt chúng ta đang định cư tại Mỹ và đặc biệt cho những người Việt mà chưa có quốc tịch Hoa Kỳ và đang chuẩn bị để mà thi và nhập tịch Hoa Kỳ. Sở Di trú Hoa Kỳ đã công bố một sẽ bắt đầu sử dụng phiên bản mới của bản thi quốc tịch vào ngày 13 tháng 11. Theo thông cáo của USCIS, cơ quan này công bố kế hoạch sửa lại bài thi quốc tịch từ hồi tháng 7 năm 2019. Cứ mỗi 10 năm thì USCIS sửa lại bài thi quốc tịch để bảo đảm bài thi này kiểm tra được kiến thức của các thí sinh về chính phủ và lịch sử Hoa Kỳ. Những người nộp đơn thi quốc tịch từ ngày 1 tháng 12 2020 sẽ dùng bài thi mới. Những người ghi danh trước ngày 1 tháng 12 sẽ dùng bài thi cũ của năm 2008. Ông Joseph Adlow, phó giám đốc USCIS cho biết, từ năm 2018 USCIS làm việc hết mình để sửa lại bài thi quốc tịch, lấy ý kiến từ nhiều chuyên gia để bảo đảm quá trình nhập tịch minh bạch và công bằng. Nhập tịch sẽ giúp cho những người nhập cư có quyền lợi như những công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, nên bài thi quốc tịch rất quan trọng đối với mỗi người muốn nhập tịch Mỹ. Bài thi mới sẽ có nhiều câu hỏi về hiểu biết của người thi về lịch sử và bổn phận của công dân Hoa Kỳ hơn. Tuy có thay đổi về các câu hỏi, nhưng người thi vẫn phải lấy được điểm 60%, tức là trả lời đúng 12 câu hỏi trong tổng cộng 20 câu. USCIS sẽ tiếp tục áp dụng các quy định đặc biệt cho người từ 65 tuổi trở lên hay những người trú nhân ít nhất là 20 năm. Họ chỉ cần trả lời 10 câu hỏi và trả lời đúng 6 câu. Ngoài ra, Sở Di trú cho biết những người muốn thi quốc tịch có thể tìm các chủ đề được hỏi trong bài thi và các danh sách luyện thi trên web của USCIS.gov. Không ai muốn lâm vào cảnh này. Số người Mỹ trong cảnh nghèo đói đã tăng thêm 8 triệu. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Columbia University cho thấy, mức độ nghèo khó gia tăng sau khi biện pháp trợ giúp đợt đầu chấm dứt mà không có gì đưa ra tiếp theo đó. Theo bản tin của NBC News cho biết, đạo luật CARES cho mỗi người lớn ở Mỹ số tiền một lần duy nhất là $1,200 và người thất nghiệp được thêm là $600 mỗi tuần đã giúp cho mức độ nghèo không tăng vọt trong ít tháng trước đây. Nhưng ảnh hưởng của lần trợ giúp đó không tồn tại lâu. Kết quả cuộc nghiên cứu mới và nói rằng sau khi trợ giúp sút giảm, mức độ nghèo nhất là trong các thành phần dân thiểu số và trẻ nhỏ tăng trở lại. Ông Parolin ở tại Columbia University, một trong các tác giả cuộc nghiên cứu nói rằng đạo luật CARES Act dù cũng có khiếm khuyết nói chung thì cũng đã thành công trong việc ngăn chặn có gia tăng lớn lao trong số người nghèo. Ông cho hay là trợ giúp của chính quyền liên bang giúp cho 18 triệu người Mỹ không bị rớt vào mức nghèo. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, con số này giảm xuống. Thay vì trước đó là 18 triệu thì bây giờ là 4 triệu. Một gia đình gồm 4 người với số lợi tức mỗi năm đó là $26,200 hoặc là ít hơn, được coi là sống dưới mức nghèo, theo ấn định của Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ. Con số người Mỹ đang sống trong mức nghèo đó là 55 triệu người, gồm cả 8 triệu người mới lâm vào hoàn cảnh này, kể từ khi đại dịch coronavirus bùng phát. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia cho biết, mới gần đây cuộc nghiên cứu của chuyên gia tại hai đại học University of Chicago và University of Notre Dame cho thấy rằng chỉ trong 3 tháng trở lại đây mà thôi, lại có thêm 6 triệu người Mỹ lâm vào cảnh nghèo. Các nhà nghiên cứu nói sự gia tăng ở mức độ nghèo có phần chậm lại nhờ vào can thiệp trợ giúp của chính phủ liên bang, nhưng lại trở nên trầm trọng hơn bên cạnh các vấn đề khác như là tình trạng bị đuổi nhà. Hiện tại không phải người Mỹ gốc Việt, những người đồng hương chúng ta, ai cũng có cuộc sống làm ăn khá giả, tuy nhiên cũng có những người lâm cảnh khó khăn. Tuy vậy cũng mong rằng những người đồng hương chúng ta, đặc biệt đang sống ở tại California hoặc là những thành phố lớn như là Houston, cũng không phải lâm vào những cảnh bi đát như vậy. Tin
mới được đưa đi nói rằng ban quản trị bệnh viện Fan Valley Regional Hospital đã lỏng lẻo trong việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa chuyển nhiễm, khiến cho bệnh nhân cũng như là nhân viên bị nhiễm coronavirus. Theo nhật báo OC Register cho biết, trong thời điểm bệnh dịch bùng phát tại Orange County, giới chức quản trị bệnh viện Fan Valley thất bại trong việc duy trì một biện pháp phòng ngừa hiệu quả trong phạm vi toàn bệnh viện để ngăn ngừa, kiểm soát các căn bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả coronavirus. Nhật báo OC Register dẫn báo cáo của thanh tra từ Bộ Y tế tiểu bang cũng như là liên bang cho biết, đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài một tuần lễ của các thanh tra từ Bộ Y tế Cali và Trung tâm Dịch vụ Medicare and Medicaid chuyên kiểm soát hoạt động các bệnh viện toàn quốc thực hiện. Giới lãnh đạo đang sửa chữa một vài thiếu sót được các thanh tra đề nghị, theo lời của phát ngôn viên bệnh viện cho biết. Một trong những thiếu sót của bệnh viện khiến cho bệnh dịch truyền nhiễm giữa bệnh nhân cũng như là nhân viên, đó là bệnh viện Fan Valley không phân công rõ ràng những y tá chỉ đặc biệt chăm sóc bệnh nhân coronavirus mà thôi. Giới chức quản trị bệnh viện giải thích lý do đưa đến tình trạng trên đó là vì thiếu nhân viên. Một điểm được ghi nhận đó là giới chức bệnh viện tin rằng hướng dẫn của Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật CDC chỉ là những đề nghị. Bản báo cáo nêu ra vào trường hợp một số bệnh nhân được xác nhận hoặc là nghi ngờ vì coronavirus nhưng lại được xếp ở chung với những bệnh nhân khác. Các thanh tra chứng kiến một bệnh nhân bị nghi nhiễm coronavirus được xếp ở chung với một bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn chữa xạ trị, tức là mẫu người rất dễ bị lây bệnh. Một trường hợp khác là một bệnh nhân dương tính coronavirus được xếp vào khu vực chăm sóc sản phụ. Tệ hơn nữa, một bệnh nhân coronavirus được đưa vào nằm trong khu vực chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhi, và các bệnh nhi này đều xét nghiệm coronavirus âm tính. Các thanh tra nhận xét rằng những vấn đề sai sót của bệnh viện mang tính hệ thống. Điều này khiến cho gia tăng chuyển lây nhiễm các loại bệnh khác nhau và lan truyền coronavirus dễ dàng hơn. Theo như bà Barbara Lewis, giám đốc phụ trách bệnh viện của nghiệp đoàn National Union Healthcare Workers, viết tắt đó là NUHW, nhận định giới quản trị bệnh viện bỏ lơ cảnh báo từ các nhân viên về vấn đề kiểm soát sự chuyển nhiễm. Tuy nhiên, giới chức quản trị cứ lặp lại rằng bệnh viện áp dụng chặt chẽ các quy định phòng dịch, theo bà kể lại như vậy. Thế thì thông báo mới nhất nói rằng chúng tôi rất cần phải xét nghiệm tất cả các nhân viên và đây là lý do cốt lõi của việc xét nghiệm. Làm như vậy để bảo đảm phát hiện những người nhiễm coronavirus nhưng không có biểu hiện triệu chứng. Nhiều người Việt chúng ta đang có thân nhân đang chữa trị tại bệnh viện này cũng tỏ ra lo lắng, cũng như là theo dõi về thông tin, cũng mong rằng mọi người cẩn thận hơn để tránh lây nhiễm cho những người thân đang ở trong tình trạng cơ thể đề kháng đã yếu mà nay phải đối diện với tình trạng như vậy thì cũng khá là đáng suy nghĩ. Người Việt chúng ta sống tại Little Sài Gòn ở San Jose, một fan kinh hoàng. Sau 2 ngày điều tra thì cảnh sát San Jose đã cho biết tai nạn xảy ra ở khu Grand Century Mall, làm cho 7 người bị thương và 1 người thiệt mạng. Theo thông cáo của sở cảnh sát San Jose, một ông 69 tuổi định đậu xe Toyota Forerunner vào bãi thì đã đạp nhầm chân ga và tông vào nhiều thực khách đang ngồi ăn ở ngoài trời. Nơi xảy ra tai nạn đó là chỗ ngồi ăn ngoài trời của nhà hàng tại địa chỉ 1000 Story Road. Chiếc xe tổng 8 người, trong đó có 3 phụ nữ và 3 người đàn ông, ngồi tại nhiều bàn khác nhau. 8 nạn nhân bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong 8 người này có 2 nạn nhân bị thương nặng và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo cảnh sát cho biết thì một nạn nhân đã qua đời sau đó tại bệnh viện vì bị thương quá nặng. Họ chỉ cho biết đó là một phụ nữ nhưng chưa cho biết danh tính của nạn nhân. Vì đội phòng giảo nghiệm Santa Clara County xác nhận và báo tin cho gia đình, cảnh sát San Jose đang kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về sự việc này thông qua số điện thoại 408-277-4654. Với thời đại công nghệ càng ngày càng phát triển và sự tiện nghi trong cuộc sống, nhiều người mong mỏi dẫn đến cuộc sống đầy đủ hơn cũng như là an toàn hơn. Đó là khao khát không chỉ riêng người Mỹ gốc Việt chúng ta sống tại Hoa Kỳ. Vừa qua, theo thông tin, hãng Volocopter đã đầu tư tương lai vào chiếc xe taxi bay
được đặt tên là Velocity, cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng như trực thăng. Đó là thách thức tạo xe taxi bay của nhiều công ty muốn đầu tư vào thị trường này ở trong tương lai. Volocopter là công ty có trụ sở ở tại Rüssel ở Đức. Đó là một trong những công ty đang cạnh tranh để giành lấy thị phần trong ngành kỹ nghệ đầy tiềm năng ở trong tương lai và đặc biệt ở tại thị trường Hoa Kỳ. Sản phẩm sắp hoàn tất đó là một chiếc xe taxi bay. Velocity sẽ được sản xuất một cách hàng loạt. Các loại phương tiện cất cánh và đáp theo chiều thẳng đứng được giới chuyên môn gọi tắt là VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Velocopter tin rằng họ là công ty đầu tiên tiếp thị loại phương tiện VTOL chạy bằng điện này. Và ông Richard Bauer là tổng giám đốc xác nhận sản phẩm được chế tạo tuân thủ tất cả điều kiện của cơ quan an toàn hàng không Liên Âu. Về mặt an toàn, chiếc Velocity dùng 18 động cơ cánh quạt để di chuyển. Và ông Bauer nhấn mạnh rằng hệ thống kiểm soát cân bằng cho phép phương tiện vẫn hoạt động dù là mất đi một hay là hai động cơ. Chiếc Velocity được gắn tới 9 bình điện. Dù là có tới 2 bình hết điện, những bình điện còn lại vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng đầy đủ để mà thực hiện chuyến đi. Những bình điện thuộc loại lithium ion có thể được hoán đổi và cung cấp đủ năng lượng đến bay 22 dặm và tốc độ tối đa khoảng 68 dặm một giờ. Vào thời điểm này thì các loại VTOL không cần phải bay xa. Thay vào đó, hầu hết các công ty đều chú ý đến khả năng di chuyển linh hoạt trong phạm vi thành phố. Vẫn tốt hơn là mất thì giờ vì cái vấn đề kẹt xe đang phổ biến rộng rãi ở rất nhiều thành phố lớn. Để bắt đầu, công ty Volocopter dự định là có một phiên bản thử nghiệm chỉ các chuyên gia được huấn luyện vận hành. Đến bước cuối cùng thì sản phẩm sẽ là một chiếc máy bay hoàn toàn tự hành, được trang bị tất cả các loại camera để mà thực hiện tất cả các thao tác điều khiển cần thiết. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chương trình taxi bay tự lái vẫn còn là ước tính trong tương lai gần, nhưng thực chất đó là rất khả thi đối với công nghệ hiện đại ngày càng phát triển và cả công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nữa. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.